Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ Phêrô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi thấy anh thanh niên giàu có mặt mày ủ rũ bỏ ra về, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người giàu có thì khó vào nước trời. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim mà sánh ví, và đó dường như là điều không tưởng được. Vì vậy mà các tông đồ mới hỏi Chúa: Thầy ơi, vậy làm sao mới được vào nước thiên đàng? Và Chúa Giêsu đã trả lời các ông: Người giàu cũng có thể vào nước trời nếu họ có Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta thấy trong tin mừng cũng có nhiều người giàu có được ơn cứu độ. Thánh Matthêu là một nhân viên thu thuế nên chắc là ông cũng giàu có, nhưng mà ông cũng được cứu độ vì ông đã bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu làm môn đệ của người. Ông Gia-kêu là trưởng ty thu thuế còn giàu hơn Thánh Matthêu rất nhiều, và ông cũng đã được ơn cứu độ. Hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà ông. Chính Chúa Giêsu đã phán điều ấy khi ông đã rước Chúa vào nhà và lấy tài sản của mình mà chia cho những người nghèo khó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giàu có không phải là một cái tội, đó lại là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã cho con người làm chủ muôn loài muôn vật và có quyền sử dụng những của cải ấy. Nhưng chúng ta luôn nhớ rằng Chúa mới là người chủ đích thực, còn chúng ta chỉ là những người quản lý mà thôi. Khi chết, chúng ta đều phải để lại tất cả ở nơi trần gian này. Đứng trước cái chết, cái sau cùng của cuộc đời, của cải trần gian là vô nghĩa. Chúng ta nhớ lại trước đây, khi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc bị virus xâm nhập, đối diện với cái chết, nhiều người vất tiền qua cửa sổ, tiền có làm được gì? Trên Sài Gòn thời gian này, một ngày cả mấy trăm người chết, quan tài xếp hàng dài để chờ hỏa thiêu, tiền có làm được chi? Và khi chúng ta chết rồi thì tiền có thể mua được nước thiên đàng cho chúng ta hay không? Vì vậy, mỗi người chúng ta dù giàu hay nghèo, chúng ta đều phải biết sử dụng tiền của mình một cách hợp lý nhất. Chúng ta hãy biết san sẻ cho nhau, đặc biệt là trong mùa dịch này. Nhiều người khó khăn lắm và họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, mà đôi khi chúng ta làm ngơ hay vô tâm không hay biết. Chúng ta hãy dành ra một ít thời gian điểm mặt lại những người thân của chúng ta, những người mà chúng ta quen biết, xem coi có ai đang gặp khó khăn hay không, và chúng ta hãy cố gắng tìm cách giúp họ. Và một cách giúp đỡ mọi người tốt nhất trong lúc này là chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, vì Chúa đã phán rằng không có gì là Chúa không thể làm được. Amen.